cây nữa bởi vì ấy mà. Một cây nữa rồi. 15 cây mà. Ra mình gấp đoàn hoặc là thuê xe lửa thì ngon. Thế này hai người cũng phải đi bộ luôn. Ê, thì lên của còn mười mấy cây nữa anh. Chắc là còn mấy đoạn dốc kiểu này anh nhỉ? Đứa mang đi dẫn ông cưa phải ngồi lên trước, có lặng ở trước xe ấy. Ngồi đi, tôi đi bộ. Còn sao anh? 10 cây nữa đi bộ. 10 cây nữa. Ông phải ngồi lên tầng giữa, tôi ngồi đằng sau. 10 cây nữa. Ông ngồi lên giữa đi. Leo dốc nó khó. Đưa mũ này. Chào anh chú. Hai người như ông Hùng nó xuống vì chỗ đó. Tắt đèn anh nhỉ? Yeah. Rồi tắt tắt tắt. Rồi bố cười anh. Đi đi đi. Phá luôn mình đi bộ từ dưới lên nhỉ, không có nhóm mang xe đi.
Rồi sao không đi vào đi để chết có đi. Có trọng có xe về không? Nó nói xe này nó hỏng nó quẳng. Cường lên chơi đi. Tôi đi bộ nhanh, ông đi trở lại đến bao giờ? Anh đi chơi, em đi bộ nhanh mà.